Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Tập 5. Cuối cùng, cả hai đã đến sát khối trụ trung tâm. Vụ vận sức đánh vào thân trụ nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển. Đây có lẽ là thủ pháp của chủ nhân tầng địa ngục này. Làm sao một người trần mới học đạo 8 năm có thể kháng cự? Lúc này, để không bị cuốn xuống dưới theo vòng xoáy của trục cánh tay, Vụ vẫn ngồi trên lưng để xối lững thững đi bộ ngược chiều xoay của khối trụ. Bản thân cậu nhắm mắt tập trung nghĩ cách. Chợt cậu nhớ ra có lần lão chim có nhắc đến nơi này. Lão nói cổ máy khổng lồ này vận hành dựa vào tâm niệm ham sống sợ chết của vong hồn, hút lấy niệm lực để vận hành nó. Vong hồn càng muốn sống thì cổ máy lại càng chạy nhanh. Vụ liền đứng lên lưng con sói, vận lực mà hét lớn: "Không muốn bị đè chết thì ngồi xuống, miệng niệm A Di Đà Phật." Các vong hồn nghe thấy âm thanh khủng bố phát lên từ trung tâm hòn đảo thì giật mình. Thế nhưng, trước uy áp của khối đá khổng lồ sau lưng, không có kẻ nào đứng lại cả. Vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Vụ thấy bọn chúng không tin lời mình, liền bảo sói dừng lại, không đi nữa. Rồi gầm lên một tiếng thật to: "Nam mô A Di Đà Phật." Quả nhiên với sự buông bỏ không chạy nữa, cùng với ý niệm khủng bố của Vụ, tay trục xoay nơi cậu đang ngồi liền quay chậm lại. Bên dưới bọn vong hồn kiệt sức, không thể chạy nữa, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chờ chết hoặc là làm theo âm thanh vừa rồi. Bọn chúng bắt đầu ngồi xuống, chân xếp bằng, tay bắt thủ ấn hoa sen, miệng lẩm nhẩm Nam mô A Di Đà Phật. Cũng chính nhờ những vong hồn đầu tiên đó mà tay trục lại càng chậm hơn, khiến cho hai tay trục còn lại cũng như khối trụ trung tâm cũng phải quay chậm lại theo. Đám vong hồn còn lại thấy vậy, không còn nghi ngờ nữa. Bọn họ đồng loạt làm theo, xếp bằng và niệm Phật. Cả hòn đảo đang ầm ầm tiếng người chạy, tiếng gào thét đau đớn, và cả tiếng cổ máy khổng lồ vận hành. Bỗng chốc chỉ còn lại tiếng niệm Phật của cả vạn người. Âm thanh ấy tạo ra một Phật lực khổng lồ, dần dần hình thành một sóng âm đánh vào cổ máy. Tiếng đá rạn nứt bắt đầu vang lên. Tranh thủ khi cổ máy vẫn còn tồn tại, Vụ ra hiệu cho sói theo cách cũ nhảy xuống hòn đảo. Đúng lúc vừa tiếp đất thì cổ máy cũng dần sụp đổ đi. Thế nhưng khi các mảnh đá rơi xuống trên đầu đám vong hồn, Phật lực như một cánh tay hất văng chúng ra biển. Đoàn thủy quái bên dưới chưa hết căm phẫn vì để sổng hai con mồi béo, thì lại trố mắt khi từ trên đảo vô số hòn đá to nhỏ đều bay về phía bọn chúng. Chúng còn không kịp lặn xuống đã bị đá đập cho chết hết. Huyết khí đen xì mặt biển, mùi hôi tanh sộc lên, khiến cho Vụ và sói phải nhăn mũi khó chịu. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì một âm thanh từ dưới đáy hòn đảo vang lên: "Cuối cùng thì ta đã chờ được đến ngày này." Từ dưới đất, một cánh tay khổng lồ đâm mạnh lên, kế tiếp lại là một cánh tay khác, rồi đến cái đầu, rồi toàn thân. Điều kỳ lạ chính là cánh tay phải không còn bàn tay. Hắn bò lên hòn đảo, nhìn về phía Vụ mà lên tiếng: "Sau bao nhiêu năm ta đã dẫn dụ được người có kỳ ngộ đến đây, quả nhiên không làm ta thất vọng. Người đã phá được cổ máy mà Tứ Điện Chủ đã phong ấn ta ở đây mấy trăm năm. Để cảm ơn nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi được làm thức ăn của ta." Vụ thấy thế liền hét lên với sói: "Mắt mù rồi, chạy mau!" Không một động tác thừa, cánh tay khổng lồ đã chộp xuống tóm được con sói. Nó cố gắng vùng vẫy, thế nhưng nằm trong bàn tay khổng lồ kia, nó nào có sức chống trả.
tên khổng lồ giơ cao con sói lên, há miệng rồi thả tự do xuống. Ngay khi con sói chuẩn bị rơi vào miệng hắn, Vụ vần một hệ thần tốc lao lên cánh tay, phóng vội luồng pháp lực hệ kim về phía con sói đang chới tới. Đến nơi, luồng pháp lực lại hóa thành một quả cầu kim loại bao bọc lấy con sói trước khi bị tên khổng lồ nuốt chửng. Thấy miếng thịt ngon bị dở trò, tên khổng lồ cung tay túm về phía Vụ. Vụ cũng đâu để cho nó dễ dàng bắt nạt mình, liên tục vận ngũ hành linh khí, biến ra đủ loại binh khí, lửa, xúc tu, cột đất, cột băng, phóng về phía tên khổng lồ. Thế nhưng trước thân thể khổng lồ ấy, tất cả chỉ làm chậm tốc độ cú chụp của hắn ta. Rốt cuộc Vụ cũng đã nằm trong tay hắn. Trước tình thế nguy hiểm, Vụ vận kim mộc bao bọc cơ thể, tiếp đến là một vòng bảo hộ hệ thủy, mộc, thổ, hỏa. Lập tức cơ thể biến thành một quả cầu lửa. Ở bên trong, từng tầng ngũ hành tương sinh hỗ trợ nhau, bảo vệ lấy Vụ. Bên ngoài, tên khổng lồ chụp tới. Đúng lúc khối cầu lửa hình thành, cánh tay của hắn dường như cũng bị bỏng rát. Tức giận, hắn chụp lấy quả cầu lửa, cứ thế mà giọng xuống đất. Hồng dùng lực va chạm, tạo ra rung chấn, làm cho Vụ ở bên trong bị choáng. Đến khi không kiên trì nổi pháp lực, sẽ là lúc hắn ăn tươi nuốt sống kẻ này, hấp thu toàn bộ tinh huyết pháp sư, nhanh chóng khôi phục lại được bàn tay. Vụ bị va đập cho tối tăm mặt mũi, học cả máu miệng ra. Trước lúc bất tỉnh đi, nhớ tới thứ được lão chim giao cho dùng khi cận kề cái chết, không hề do dự, Vụ lần sợi tóc trắng, bước mạnh rồi ngất liệm đi. Tên khổng lồ ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Lấy trứng chọi đá. Hơn 500 năm trước, ta đã hùng cứ một phương nơi quỷ vực. Tên nhãi nhép nhà ngươi bản lĩnh được bao nhiêu mà đòi chống lại ta chứ? Lại còn búa mai nhãi nhót ba cái thần thông ngũ hành. Để ta bẻ tài bẻ chừng, xem ngươi còn nhãi nhót được hay không. Nói rồi, hắn giữ thân Vụ, nhe hàm răng lởm chởm, cắn phập vào bả vai. Máu tươi phục ra, cánh tay trái của Vụ bị hắn giật phăng ra khỏi cơ thể, nhai rơm rớp. Thấy máu me phun ra tung tóe, hắn không muốn bị vấy bẩn thêm, liền ném Vụ lên cao, chờ cho Vụ rơi xuống miệng, giống như người ta ăn lạc trang vậy. Khi Vụ đang lơ lửng trên không, thì một vòng xoáy ánh sáng bất ngờ xuất hiện. Tiếp đến, một con thuyền khổng lồ vàng trực cũng hiện ra. Một luồng kim quang phóng ra, đỡ lấy Vụ, kéo vào trong con thuyền. Đó là thuyền Bát Nhã, được lão chim lái tới nơi này. Sau khi nhận được tín hiệu của Vụ, lão nhìn đồ đệ dở sống dở chết nằm trên bon thuyền, liền nhanh chóng tung phép khép vết thương lại. Nếu cánh tay chỉ bị chặt đứt thì lão có thể gắn lại như chưa có gì xảy ra. Còn bây giờ cánh tay đã bị ăn mất, còn cánh tay dùng pháp lực tạo ra cũng khó linh hoạt được như cũ. Lão tức giận nhìn xuống dưới mà quát: Khổng nhân kìa, ta đã nhẹ tay khi giao người cho tứ điện chủ trấn áp. Quá ra người âm mưu lợi dụng cuộc chiến tranh xâm lược của người Nhật năm xưa, dựng lên địa đạo này, lấy nó làm mồi nhử các đạo sĩ nước Nam ta, hồng truyền tống xuống đây để tìm cách giải phong ấn cho người. Nhưng không may cho ngươi, ngươi đã động nhầm đến đệ tử của ta rồi. Thì ra tên khổng lồ chính là khổng nhân năm xưa truy sát lão chim bị cắt đứt một bàn tay. Hắn căm phẫn đáp trả: Quá ra là ngươi, con chuột nhắt kìa. Năm xưa chủ quan, ta đã để ngươi trốn thoát. Cao đại nhân cũng vì thế mà xử phạt bằng cách phá đi đại bộ phận pháp lực của ta. Vì thế mới rơi vào tay ngươi, bị trao đến nơi này chịu khổ cực bấy lâu. Nay đã đến thì để ta tính sổ luôn một lượt. Nói xong, khổng nhân nhún chân nhảy vọt lên toan chụp lấy con thuyền. Pháp lực của cú nhảy
khiến cho một phần hòn đảo bị sụp chìm xuống nước. Khi cánh tay của Khổng Nhân gần chụp tới thuyền Bát Nhã, lão chim rút ra một chiếc cung, kéo dây, một mũi tên màu xanh xuất hiện. Không để cho Khổng Nhân kịp phản ứng, mũi tên xé gió lao đến, cắm ngập từ bàn tay, xuyên ngược xuống tim, găm hắn xuống dưới hòn đảo kia. Khổng Nhân cố gắng giãy giụa, toan dùng pháp lực chữa trị vết thương. Thế nhưng cây cung trong tay lão chim đâu phải là phàm vật. Lão cũng không thương tình, liên tiếp kéo dây, bắn các mũi tên veo véo xuống người tên Khổng Nhân. Cứ thế mà một Khổng Nhân uy trấn một phương năm nào đã bị ghim như một con nhím trên hòn đảo. Đám vong hồn thấy một cảnh kinh khủng như thế này thì quỳ xuống lại như tế sao. Những ai không may mắn bị Khổng Nhân đè chết, một hồi sau lại khôi phục thân xác, giống như bị cổ mái đè lúc trước. Dĩ nhiên khi bắn cung, lão chim cũng đã cảm nhận được kim hệ đặc biệt của vụ tạo ra ở trong bụng của tên Khổng Nhân, nên khi bắn đã cố tình tránh cái phần dạ dày của hắn ra. Lão chim hút hết linh lực từ thân Khổng Nhân, tinh luyện lại thành một viên ngọc, đồng thời lôi khối kim loại tròn ở trong bụng Khổng Nhân ra, vận phép biến khối cầu thành một luồng linh khí kim hệ, thu vào. Thấy con sói to như con voi đang nôn thốc nôn tháo vì choáng, lão chim cười nói: "Tiểu tử à, tính niệm của người cũng lớn lắm. Khi giải phong ấn bồng cổ, tính niệm của người càng lớn thì lại càng biến hoa lớn hơn. Như vậy đủ sức làm thú cưỡi cho đệ tử ta rồi đó." Con sói thấy người bên ngoài là lão chim thì ngoáy tít đuôi lấy lòng. Nó biết vị lão nhân này ở đây thì nó và vụ chắc chắn an toàn. Nó tò mò nhìn vào con thuyền rồi nhảy tót vào bên trong. Lão chim rất bất ngờ khi nó có thể trực tiếp xông vào con thuyền mà không cần lão khai mở. Lão nhìn về phía đệ tử, gật đầu mà nghĩ thầm: "Quả nhiên là sư giả của chủ nhân con thuyền, đến sủng vật cũng có thể tự do ra vào. Không biết sau này lão già ta có giữ được nó hay không đây." Để không ảnh hưởng tới kế hoạch của vụ, lão lại phong ấn con sói thành một con chó dễ thương, mở ra truyền tống trận, đưa vụ quay trở lại khu rừng trước đây huấn luyện vụ. Hóa ra một căn nhà nhỏ, cho con sói đi lang thang bên ngoài, rồi bế vụ đang bất tỉnh vào bên trong, đặt lên một chiếc giường. Lão lấy ra cánh tay năm xưa của Khổng Nhân đã được thu nhỏ chỉ to như cánh tay của một người trưởng thành. Lão đặt nó vào vị trí cánh tay trái đã bị cắn đứt của vụ. Bên cạnh đó, lão liên tục lấy ra các báu vật mà mấy ngày hôm nay lão đi khắp nơi thu thập được. Đồ của đạo giáo cũng có, đồ của Phật giáo cũng có. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu dung nhập các món đồ ấy vào cánh tay. Với pháp lực của lão, cũng phải mất cả một ngày mới có thể hoàn toàn khống chế được khí linh của toàn bộ đám bảo vật trên, rồi rút linh lực ra truyền vào cánh tay, khiến cho nó đỏ rực lên. Trên bề mặt vô số hoa văn bát quái phạn ngữ hiện ra, ẩn hiện kim quang. Lão niệm một pháp chú rồi hô nhập. Lập tức cánh tay của Khổng Nhân biến thành một luồng khí nhập thẳng vào bả vai của vụ. Rồi từ miệng vết thương, một cánh tay y hệt cánh tay cũ mọc dần ra, dường như nó đang thích ứng với cơ thể mới. Lão chim lại niệm một câu thần chú, vuốt dọc cánh tay để hoàn toàn dung hợp, tránh những rủi ro phát sinh sau này. Nếu như hôm nay tên Khổng Nhân không cắt đứt cánh tay trái của vụ, thì lão chim cũng sẽ sáp nhập cánh tay của Khổng Nhân với cơ thể của cậu, vì mục đích chính là giúp cho đệ tử của mình có thể phát huy được năng lực của cây Chiến Lang Cung. Pháp lực của vụ chưa cao, lại chưa có nhiều thần thông, khó có thể dùng thân người phàm mà sử dụng Chiến Lang Cung một cách tùy ý. Không khéo bắn một mũi giết được cường địch thì bản thân cũng bị rơi vào nguy hiểm khi bị Chiến Lang Cung hút hết pháp lực đi. Nhìn cánh tay đã ẩn hết khí tức, lão mỉm cười, lấy ra thần binh năm xưa bà lão ngoài biển tặng cho vị quan đi vẽ bản đồ. Sau bao nhiêu năm lưu lạc qua các đời vua,
Cuối cùng lão chim lại xuyên không lấy về. Lão điểm một cái, nó hóa thành một chiếc đồng hồ đeo tai bộ. Rồi lão đặt tay lên trán cậu, truyền một luồng ý niệm vào đó, để khi tỉnh dậy, Vũ biết chuyện gì đã xảy ra và cách sử dụng sức mạnh từ cánh tay của khổng nhân để điều khiển chiến lang cung một cách tốt nhất, cũng như công dụng của chiếc ba lô lão đã liều mạng ở trên thuyền Bát Nhã. Ở bên trong, lão để khá nhiều bùa chú, đan dược trị thương và một cuốn sách về tam giới để Vũ hiểu hơn về thế giới bao la xung quanh mình. Xong xuôi, lão quay sang sói đang tròn mắt chứng kiến mọi thứ. Lão vươn tay xoa đầu nó, rồi lấy ra viên ngọc được tinh luyện từ xác của khổng nhân. Lão nói: sức mạnh của ngươi càng lớn thì khả năng phò trợ chủ nhân của ngươi càng cao, đỡ áp lực cho nó trong nhiều tình huống. Đây nè, đây là pháp lực của khổng nhân đã được ta tinh luyện. Ngươi càng trưởng thành thì càng giải được các tầng phong ấn pháp lực trong đó. Đến một ngày, ngươi sẽ mạnh hơn cả hắn thời hoàng kim đó. Lão lấy viên ngọc, hóa nó thành một luồng ánh sáng nhập vào đầu sói. Sói cảm giác như trong não hải của mình có một khối cầu lấp lánh xuất hiện. Quả cầu có rất nhiều lớp ánh sáng chồng chất lên nhau. Nó biết mỗi lớp ánh sáng là một tầng pháp lực được lão chim phong ấn để phù hợp với khả năng khai mở và sử dụng của nó. Nó quỳ xuống, hướng về lão chim, gật gật đầu như bái lại. Lão xoa đầu nó, vỗ vỗ mà khen: ngoan lắm. Thôi được rồi, thay ta lo lắng cho nó. Cuối cùng, lão lại mở truyền tống trận, dựa vào trí nhớ của sói, đưa nó và đầu đệ trở lại phòng ký túc xá. Lúc này trong phòng, hai người Lưu và Tâm đã về. Họ đang say giấc, không hề hay biết giữa trần nhà có một tấm gương mờ ảo xuất hiện, rồi một lão già, một con chó và một cậu thanh niên xuất hiện ra. Đặt bộ xuống giường cùng với cây cung thần, xua tay ra dấu cho sói nằm xuống bên cạnh canh gác. Lão chim lại bước vào gương truyền tống, biến mất đi, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Ngày hôm sau, Vũ thức dậy đầu tiên, nhìn thấy con sói đã tỉnh, đang ngồi chồm hổm ngó ra cửa mà ngắm bình minh. Nghe tiếng động, sói quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của Vũ. Cậu giơ tay lên, xoa xoa đầu nó. Hôm qua mai là của mày. Sao, bữa nay muốn tao thưởng cái gì? Sói vẫy tít đuôi, rồi nhảy lên cái bàn học nhỏ nhỏ ở đầu giường của Lưu, miệng ngậm ra một cuốn tạp chí, lấy chân hãy hãy đến một trang, rồi ngẩng đầu gâu gâu lên vài tiếng. Vô nhìn, thấy đó là một trang quảng cáo quán BBQ mới khai trương ở trên con đường trước cổng trường. Cậu hiểu ý ngay, nhưng xua tay nói: ừ, nhưng mà đi tìm thằng Bình trước đã. Con sói đứng dậy, chạy vòng vòng ra chịu thích chí lắm. Vụ ngẩng lên, toan chủ hai người bạn kia cùng đi. Thế nhưng thấy họ đang ngủ nên thôi, thay quần áo đi tới cái sân bóng rổ hôm qua. Con sói phải ở lại trong phòng vì Vụ sợ bị quản giáo bắt gặp, lại phải chịu hình phạt lôi thôi. Lúc này Bình vẫn còn đang ngái khò khò, Vụ phải lay mấy lần cậu ta mới tỉnh. Bình thấy Vụ đã an toàn trở ra thì mừng lắm. Cả hai quay lại căn phòng ký túc xá, dự định nghỉ ngơi tới tối thì cả đám sẽ rủ nhau đi ăn đồ nướng. Lúc Vụ về tới thì hai người kia vẫn còn đang ngủ. Sói đột nhiên sủa lên mấy tiếng ầm ầm. Thế nhưng bọn họ vẫn nằm im, không hề có chút phản ứng nào. Thấy lạ, Vụ thử đến lay một người thì giật mình khi da của cậu bạn tên Lưu lạnh tanh. Tuy vẫn còn hô hấp nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Nghi ngờ, Vụ vận thiên nhãn quan sát thì lập tức hiểu ra vấn đề. Trên người cả hai đều lãng bảng âm khí đỏ đen lẫn lộn, ba ngọn dương hỏa lập lờ như muốn tắt đi. Không suy nghĩ, Vụ lấy ra một lá bùa, đọc chú khai bùa, rồi quơ quơ trên đầu và hai vai của hai người bạn,
tựa như đang châm lửa để mồi cho ba ngọn dương hỏa cháy mạnh trở lại. Được một lúc thì hai người kia cũng dần tỉnh. Vừa tỉnh dậy, Lưu và Tâm đã la hét ổn tổi lên, khiến cho Số giật mình nhảy cẩn lên. Vụ lại điểm tay lên trán của hai người, niệm tĩnh tâm chú, khiến cho họ bình tĩnh lại. Sau đó mới hỏi chuyện. Thì Lưu lên tiếng: Hôm trước đi dã ngoại với lớp ở một ngọn núi á. Vì để sinh viên gần gũi với thiên nhiên, khoa đã để cho các bạn tự túc tất cả. Tôi với Tâm được giao nhiệm vụ đi kiếm củi nấu cơm. Khu vực mà gần cái phần đất trống á, để khách thuê dựng trại á, thì bị các nhóm trại trước nhặt nhạnh hết rồi. Thế là tôi rủ nó đi sâu hơn vào trong rừng để kiếm. Đang nhặt hăng thì Tâm từ đâu chạy đến bảo là thấy có cái giếng trong cổ lắm, nước bên trong cao gần bằng miệng giếng luôn, lại trong vắt à. Sẵn cơn khát vô cả buổi leo trèo, tôi với nó mới vụt mặt xuống mà uống. Đang uống thì tôi thấy dưới đáy dường như có ai đó. Còn chưa kịp làm gì thì cái bóng đen ấy nhoẻn miệng nở một nụ cười với chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi cứ như người mất hồn vậy, cũng không nhớ là mình vì sao mình về đây được. Chắc là không thấy chúng tôi, mọi người đi tìm rồi đưa về đây đó. Vụ đoán ra ngay là chiếc giếng giữa rừng ấy có vấn đề, liền bảo Lưu: Cậu có nhớ chỗ cái giếng đó không? Dẫn tôi đi. Thôi, tôi sợ lắm. Nếu như không muốn đi, hai cậu có thể đánh dấu nó trên bản đồ cho tôi được chứ? Hai người nghe thế thì bình tĩnh hơn, mở điện thoại ra, dò vị trí rồi phóng to lên, đánh dấu đưa cho Vũ. Vũ nhìn bản đồ, ghi nhớ, rồi trả lại điện thoại cho Tâm. Xong bảo hai người đưa tay ra. Dù không hiểu gì, nhưng họ vẫn làm theo. Vũ truyền chí dương linh khí vào người họ. Ba ngọn dương hỏa của họ càng bùng lên mạnh mẽ. Chờ đến trưa, thấy Bình không có trong phòng, Vũ mới sắp xếp đồ đạc ba lô, chào hai người bạn cùng phòng. Trước khi lên đường, còn tốt bụng dặn dò: Nhớ mua hoa bưởi, xả, chanh về nấu lên rồi xong nha. Nếu không thích xong thì có thể đun sôi rồi pha nước tắm. Mấy cái đó sẽ nhanh chóng giúp cho các cậu khỏe hẳn đó. Đoạn cầm xích, dắt con sói lên đường. Vừa mới ra cổng, Toàn đoán xe buýt, thì đã thấy một bóng người to béo lò dò đi đến, miệng la oai oái: Nè, đi đâu vậy bạn Hiền? Định bỏ tôi lại đi ăn mảnh hả? Cái vụ này khá là nguy hiểm đó. Chuyến này tôi e là lành ít dữ nhiều. Không, tôi không có sợ nguy hiểm. Cho tôi đi bắt ma với. Tôi muốn làm pháp sư. Làm sao cậu đi mà thiếu pháp sư Bình béo này được? Vừa nói nó vừa vung vung cái điếu lên, lại còn vận thần niệm kích hoạt tia điện nữa. Sợ mọi người chú ý, Vụ vội chụp lấy cây điếu, rồi ép cho khí linh chìm xuống, gật đầu: Thôi được rồi, pháp sư Bình béo, đi thì đi, nhưng mà có mệnh hệ gì thì tự chịu nha. Thấy Vụ đồng ý cho đi, Bình mừng rỡ, nói như chém đinh chặt sắt: Chắc chắn rồi, nam nhi chí ở bốn phương, sợ gì ba cái hiểm nguy này. Vừa nói, Bình lại toàn vung điếu kích hoạt tầm xét. Vụ bực mình, giật luôn chiếc điếu, nhét vào ba lô. Tạm thu, chứ để cậu cầm á, có khi chưa bắt được con ma nào á, đã bị công an tóm rồi. Hai người đang chí chóe thì chiếc xe buýt đúng tuyến đã tới. Cả hai lên xe, tiến về một nơi mà họ biết rằng đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đón họ. Gần đây, khu vực hồ này liên tiếp xảy ra mất tích trẻ em. Đêm đêm người dân thường nghe tiếng trẻ con cười đùa, chạy nhảy ở ngoài sân. Ra soi đèn thì lại không thấy ai. Đến khi quay vào ngủ, lại nghe thấy tiếng của bọn chúng. Phía bên chính quyền tráo riết điều tra mà chưa bắt được hung thủ gì. Trên chiếc xe ô tô đang chạy băng băng trên đường là đội của Phục, có ba người và một ma. Gồm Phục, Thanh, Sư Quân và vong hồn một cô gái tên Lan. Địa điểm họ đến cũng chính là cánh rừng trong khu du lịch, nơi mà chuyến xe đưa Vũ và Bình đang trên đường đến.
Trên xe, người tên Thanh nói: "Tôi nghĩ vụ này 9/10 là vụ án tâm linh, cho nên tất cả đều dựa cả vào hai người. Còn tôi sẽ hỗ trợ về tài lực." Phục lên tiếng: "Nếu như 1-2 gia đình nghe thấy tiếng trẻ con giữa đêm thì có thể dễ xử lý. Đằng này lại là dân của cả một phường, đến cả mấy trăm hộ, thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Chúng ta cần phải điều tra thật kỹ thì mới nắm chắc phần thắng nhiều hơn. Ổn định chỗ trú chân trước đi, rồi đi hỏi người dân. Nhất định tại hiện trường sẽ có quỷ khí hoặc là dấu vết yêu ma gì đó còn sót lại." Sư Quân cũng góp ý: "Và chúng ta phải lập ra một số pháp trận để bẫy ma quỷ, và cũng là để chúng ta dễ rút lui khi có biến cố. Tôi cũng viết sẵn danh sách đồ cần mua rồi, khá là lệnh kỉnh. Thế cho nên tới đó nhờ anh Thanh đi mua giúp chúng tôi nha." Phục cũng chia ra một tờ giấy, bên trên viết một danh sách cần chuẩn bị. Anh Thanh nhận được hai tờ giấy, bên trên chi chích chữ là chữ. 30 phút sau, bọn họ đã đến một nhà nghỉ. Ba người nhận phòng. Trong khi hai người kia nghỉ ngơi thì anh Thanh không rảnh rỗi. Anh hết gọi điện cho người này đến người khác để hỏi kỹ hơn về những vụ mất tích gần đây. Sau khi nắm được thông tin, anh gọi Phục và Sư Quân đến nhà của một người dân. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, ngoài cổng trồng một dàn hoa giấy. Nhà không có chuông cửa nên anh Thanh đứng bên ngoài hô lớn: "Bác Mẻo của nhà không ạ?" Ở bên trong, một bà cô hai mắt thăm quần đi ra, thấy một nhóm người đàn ông lạ mặt, bà ta cảnh giác hỏi: "Các cậu là ai? Tìm tôi có việc gì hay không?" Anh Thanh luôn là nhà ngoại giao của nhóm, anh lễ phép nói: "Chào bác, bọn cháu nghe nói gần đây nơi này có nhiều trẻ con bị mất tích. Con trai của bác cũng là một nạn nhân, và những vụ mất tích này rất là kỳ lạ. Theo tìm hiểu, chúng cháu đoán là nó có liên quan đến tâm linh, cho nên nay đến hỏi thăm cũng như là giúp bác điều tra." Nghe nói đến điều tra về tâm linh, bác Mẹo có một chút hy vọng, vì bà cũng nghĩ con mình bị ma quỷ bắt đi. Do những việc xảy ra gần đây ở khu vực này nó liêu trai kỳ dị lắm. Gần 50 tuổi ông bà mới có mụn con, tới bây giờ không biết con mình sống chết ra sao, bà sốt ruột lắm rồi. Bà mời mọi người vào bên trong, rồi nhìn chiếc nôi con nơi góc nhà, mắt rưng rưng mà kể lại: "Đêm hôm đó tầm 3 giờ sáng, vợ chồng tôi cùng với thằng nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Giọng gọi cửa là của một người hàng xóm. Ông nhà tôi không biết đêm hôm có chuyện gì nên mới lo lắng ra mở cửa. Nhưng mà qua một lát không thấy ông nhà đi vào, tôi mới ra xem thử, thì thấy ông miệng há hốc, hai mắt trợn trừng như người bị trúng gió vậy. Tôi vội dịu mấy ngồi lên giường thì giật nảy mình, khi chỉ phút trước đứa con còn đang ngủ ngon lành quay ra quay vào đã không cánh mà bay. Tôi một bên tìm con, một bên nhờ người ta đưa chồng vào viện. Cho tới bây giờ con tôi vẫn chưa tìm được, mà chồng tôi cũng không tỉnh táo được như trước." Sư Quân nghe câu chuyện thì khẳng định: "Chắc chắn là ma quỷ dùng thuật che mắt cô. Thật ra khi đó đứa bé vẫn còn ở đó, nhưng mà cô không thấy thôi. Còn chú nhà thì có lẽ đã nhìn thấy được chân thân của nó, bị nó hù dọa cho lạc mất hồn mới thành ra như vậy đó." "Thì có cách nào giúp chồng tôi tỉnh lại hay không? Có cách nào đem thằng bé về hay không?" Sư Quân đỡ lấy tay người đàn bà khốn khổ mà an ủi: "Cô yên tâm, cháu có cách giúp cho ông nhà tỉnh lại. Còn đứa bé thì chúng cháu và bên đội sẽ điều tra, nhất định sẽ cố gắng hết sức." Phục sau khi hiểu được vấn đề thì hỏi bà Mẹo: "Tên đầy đủ của chú nhà mình là gì ạ?" "Mai Việt Hồ cậu ạ." "Cô còn chiếc áo nào mà chú mặc mà chưa giặt hay không? Cháu cần hơi người của chú nhà trên đó để mà tiện thi pháp đó." Bà Mẹo ngẫm nghĩ rồi chạy ra nơi chiếc dây phơi ngoài cửa bếp, mang vào một chiếc áo. "May quá, có cái áo mới hay mặc đi câu cá nè. Mấy lần tôi đồ giặt
mà ông ấy cứ gàn đi. Bảo là ngày nào mà chẳng đi câu, giặt làm gì cho phí công. Vài ngày giặt một lần là được rồi. Phục cầm lấy chiếc áo mà nhăn mặt vì cái mùi chua chua phát ra từ đó. Cậu lấy ra một lá bùa, phẩy mạnh một cái, lá bùa cháy lên phần phần, quơ qua quơ lại quanh chiếc áo, miệng rì rầm: ba hồn bảy phách, ông Mai Việt Hồ ở đâu? Mau mau nghe ta triệu hồi, trở về, trở về. Lá bùa vừa cháy hết, tro bụi không rơi xuống đất mà cứ lãng vãng quanh chiếc áo, rồi theo một làn gió lạ bay ra ngoài, vút lên trên không, biến mất đi. Một lát sau, một làn gió cuốn theo bụi tro của lá bùa ban nãy quay trở lại, cứ chào qua chào lại trước cửa nhà. Phục như đã dự đoán được từ trước, tay phải bắt ấn, chỉ thẳng ra ngoài mà quát thu một tiếng. Lập tức làn gió cuốn vào, đem theo đám bụi tro bám lên chiếc áo. Chiếc áo đang bết bát nằm bẹp xuống, vậy mà lại phồng lên một cái. Lúc này Phục mừng rỡ nói: tốt rồi, mai mà con quỷ chỉ dọa cho ông nhà sợ, đi tiện bắt đứa nhỏ thôi, chứ không phải là muốn bắt hồn ông nhà. Hồn của ông đang bị dọa bay ra, không mở được thiên tri, nên là không biết đi đâu, đành ra nghĩa địa ẩn nấp. Vừa rồi tôi gọi hồn về mới nhanh như thế được. Bây giờ cô cất chiếc áo này vào cái túi đen, để ánh sáng không chiếu vào được, rồi đem lên chỗ ông nhà. Đợi đến khi trời tối, lấy chiếc áo mặc vào cho mấy, rồi cạo hết tro của lá bùa trên áo cho mấy uống. Đảm bảo chỉ sáng dậy, ông ấy sẽ trở lại bình thường. Uống hết chỗ cặn mồ hôi này, tôi tin là từ nay ông ấy sẽ sạch sẽ nhất cả phường đó. Thấy điều kỳ lạ mà Phục làm nãy giờ, nhất là làn gió lạ bay đi rồi lại bay về, bà Mẻo tin lời cậu như thật, vội vàng quỳ xuống mà vái sóng. Nhưng anh Thanh đã nhanh tay đỡ bà lên mà động viên: chuyện nên làm thôi cô ạ. Bây giờ cho chúng cháu đi quanh nhà kiểm tra một chút, biết đâu lại tìm ra được manh mối gì. Bà Mẻo run run cầm chiếc áo mà bà đã từng rất ghét, nâng niu như chính người chồng của bà vậy, gấp lại gọn gàng, cho vào chiếc túi rồi cất vào trong tủ. Sau đó quay sang nói với mọi người: các cậu cứ tự nhiên đi. Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng trẻ con chạy nhảy ngay bên cửa sổ đó. Nhà có mình tôi ha, tôi đâu có dám mở cửa ra. Có lần làm liệu ghé mắt qua cái lỗ cửa sổ, thì thấy một đám trẻ con trắng toát, cứ bò lạch bạch ở trên tường như là thạch sùng vậy, cho còn cười đùa nữa. Xong rồi chúng nó lại nhảy qua bên cây bưởi, bứt bưởi mà ném nhau. Thế nhưng mà lúc trái bưởi rơi xuống đất, thì lại là cái đầu trẻ con vừa ném, cứ lăn lông lóc, làm cho tôi đứng hết cả tim. Lại còn một người đàn bà tóc tai rũ rượi, bộ dạng vô cùng dị hợm nữa. Từ đó đến nay tôi không dám ra sau nhà, bưởi rụng cũng không dám nhặt nữa. Mọi người kéo nhau ra sau vườn. Quả nhiên bưởi chín rụng đầy gốc. Phục lấy trong ba lô ra một cái túi bột, chia cho hai người còn lại, cùng nhau rắc lên tường bao, tường nhà, cửa sổ và cả cây bưởi nữa. Xong xuôi, Phục bắt quyết niệm thần chú: phong hỏa thần lôi, phá. Thần chú vừa niệm xong, chỉ thấy từ đám bột vừa rắc ra bốc lên một làn khói mịt mù. Chẳng mấy chốc tụ lại thành một đám mây nhỏ. Kỳ lạ là đám mây chỉ lan ra sát mặt đất, bên trong bắt đầu hình thành từng cụm sét nhỏ chỉ bằng một chiếc đũa, nhưng nó dày đặc, cứ nổ tành tạch như người ta bấm vật mũi vậy. Bất chợt một tiếng hét dài ở dưới gốc cây, sau đó là bóng một người phụ nữ vọt lên, trên vai trên cổ còn đeo theo cả chục đứa nhỏ. Bà Mẻo nhìn thấy một trong những đứa trẻ thì rú lên: trời ơi, con tôi, trả con lại cho tôi, trả đây. Nghe bà Mẻo gào lên như thế, Phục vội thu nắm bùa toàn ném ra để đánh con nữ quỷ. Sư Quân cũng vội giật cây pháp trượng treo 12 chiếc chuông nhỏ lại. Cả hai người vì đang bận pháp tổng lực tấn công, nên khi bất ngờ thu lực, không kịp tung ra chiêu khác, khiến cho nữ quỷ chớp lấy thời cơ, mặc cho thân thể bị sét đánh phá vỡ quỷ khí. Nó thoăn thoắt lao lên ngọn cây, rồi truyền sang mấy cây mít gần đó.
trước khi biến mất, nó còn huống lên mà thách thức. Bọn thầy pháp quen chúng mày, tối gì bắt được tao. Đừng quên lũ nhóc nằm trong tay tao, chỉ cần dám động thủ, tao sẽ bóp chết từng đứa đó. Sư quân nhanh chóng ném chiếc ô ra, tay bắt ấn chỉ thẳng vào nó. Chỉ thấy một luồng kim quang mờ nhạt phóng lên chiếc ô. Lập tức, vong hồn cô gái ngủ ở bên trong vọt ra, đuổi theo nữ quỷ kia. Đó là vong hồn cô Lan, luôn đi theo và làm việc giúp cho sư. Nhìn thấy mục tiêu trong tầm tay là để cho nó chạy thoát, Phục hậm hực nói: ông mà bắt được mày, ông xé xác mày ra, xem mày còn nhảy nhót được hay không. Rồi cậu ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn giơ lên cao, trên đầu mở ra một đám mây ngũ sắc nhỏ. Không ai biết cậu đang làm gì. Sư quân thấy bà Mẻo đang nằm vật vã thì đến đỡ dậy mà an ủi nói: mong cô đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Như cháu thấy đó, thì chắc chắn là thằng bé lành ít dữ nhiều rồi. Thôi thì chúng cháu sẽ cố cướp lại linh hồn, cũng như đưa thi thể thằng bé về mà an táng. Chờ bà Mẻo qua cơn kích động, anh Thanh mới hỏi sự: có cách nào lần ra hang ổ của chúng hay không? Phong hồn cô Lan được tôi thả ra bám theo ở ta, chắc là sẽ sớm quay về để báo địa điểm mà thôi. Phục lúc này dường như đã thực hiện xong một phép thần thông nào đó, thu tay quay phát lại mà đáp: không cần phải chờ đâu, tôi có cách nhanh hơn. Con nữ quỷ đó có thể ẩn thân trước mắt tôi và sư quân, hẳn là pháp lực cũng không tầm thường đâu. Một mình cô Lan sợ khó có thể an toàn trở về. Nói xong cũng không giải thích thêm, liền lấy ra một chiếc la bàn, bắt pháp ấn, miệng lầm rầm: thiên sư đạo pháp, thông thiên thoát địa, vạn lý truy tung, tất sắc, tất sắc. Đoạn nhìn theo hướng chỉ của chiếc kim mà nói: tôi đi trước, các cậu dựa theo cái này mà đuổi theo. Nói xong ném cho anh Thanh một chiếc la bàn khác, rồi cứ trực chỉ theo mũi tên trên la bàn mà phi thân đuổi theo. Mặc kệ là tường hay là nhà cửa, Phục chỉ búng người lộn vài vòng là vượt qua. Hẳn là cậu ta đang rất tức giận, nên cũng không giấu giếm thủ đoạn mà trổ ra hết, nhất quyết truy sát con nữ quỷ kia. Cũng tại lúc này, Phụ Bình và Sói cũng vừa xuống xe. Bình nhìn xung quanh, thấy đầu cầu ngay quốc lộ có mấy cái khách sạn, bên trong xếp hai hàng ghế, trên đó là hàng loạt các em gái ăn mặc mát mẻ. Mấy em nhìn thấy hai người họ thì đứng dậy đi tới hỏi: hai đẹp trai đi đâu vậy? Vào đây bọn em bóp lưng chút cho khỏe ha. Con Sói nhìn thấy các cô gái thì dựng đứng lông lên sủa ông ổng. Phụ kéo tay Bình mà dục: chạy nhanh đi, thầy tôi dặn chỗ nào có nhiều gái xinh á thì phải tránh xa ra, họ còn nguy hiểm hơn cả yêu ma quỷ quái nữa, không có cách trị được đâu. Bình thấy Phụ cuốn quýt như thế thì cũng chạy theo. Cả ba chạy được một đoạn thì Phụ bảo Bình đưa điện thoại, dựa theo trí nhớ đánh dấu vào vị trí mà Lưu đã cho xem, rồi bấm chỉ đường. Vậy là họ tiến thẳng đến khu cắm trại mấy hôm trước mà Lưu và Tâm đã gặp chuyện quỷ dị. Khi nhóm của Vũ chạy đến khu cắm trại thì thấy có một nhóm thanh niên đang cắm trại ở đó. Chắc chắn là bọn họ không biết nơi này nguy hiểm như thế nào. Vũ đang định tiến lên hỏi nhóm thanh niên xem có phát hiện ra điều gì bất thường quanh đây hay không, thì bất giác cảm thấy có hai luồng quỷ lực cường đại lao đến phía mình. Vũ lập tức vỗ vào chiếc đồng hồ trên tay, mà chính xác đó là cái ba lô không gian lão Chim đã chuẩn bị cho mình. Từ trong chiếc đồng hồ, một lá bùa tím bay ra. Vũ chụp lấy, quơ mạnh, ngọn lửa bùng lên rồi tung ra trước mặt quát: Bạch Đằng Giang, Vạn Địch Phong, Kim Cương Thần Cọc, khởi! Từ dưới đất bao quanh khu cắm trại có vô số cọc sắt to như cây chuối dựng thẳng lên, đỉnh cọc nhọn hoắt. Trong thoáng chốc, toàn bộ khu vực như một chiếc lồng chim. Từng cây cọc cao hơn chục mét, mỗi cọc cách nhau 5 mét, đang lập lòe kim quang. Trên đỉnh các cây cọc có một sợi linh lực tỏa ra, kéo dài
và hội tụ trên đầu của Vũ. Hai luồng quỷ khí vừa lao đến đoạn này, nhận ra có chuyện lạ. Nhưng khi phát hiện ra thì đã bị bao vây trong trận cọc rồi. Hai luồng quỷ khí kia chính là con nữ quỷ bỏ trốn từ chỗ nhà bà Mẻo và vong hồn cô Lan đang đuổi theo. Vừa nhìn thấy Vũ, một luồng kim quang trong người cô Lan bay ra, tạo thành một tấm lệnh bài có khắc chữ Phụng mà năm xưa Thành Hoàng đã ban cho cô, với lời dặn là sau một giáp kỳ nhân sẽ xuất hiện, cô có nhiệm vụ phải phò tá người này trở nên cường đại, vì người đó chính là nhân vật lập lại trật tự của tam giới, tiêu diệt các thế lực khắc ám lâm le các âm giới và dương gian bấy lâu nay. Nhận ra người trong lời Thành Hoàng đã xuất hiện, vong cô Lan không chống trả mà từ từ hạ xuống đất, nép vào một góc chờ cơ hội để mà thưa chuyện. Ngược lại, vong quỷ thấy bên dưới là một kẻ to cao béo uống, tay dắt một con chó và một tên nhìn cường trắng lại đang bắt thủ ấn. Đã đoán đây là đồng bọn của đám ban nãy thì điên cuồng gào thét muốn trả thù vì đã tập kích dùng xét đốt cho ả bị thương không hề nhẹ. Mục tiêu gần nhất và có vẻ dễ ăn nhất chính là tên béo. Ả gào lên chối tay: "Thằng béo mập kia, hôm nay bà bắt mày về kho tàu cho đám con của bà." Đoạn vung quỷ trảo với hàng móng dài sắc nhọn lao vút xuống, muốn bổ cho bình ra thành cái rổ. Thế nhưng khi đôi quỷ trảo sắp chạm vào bình thì một giọng nói bình thản vang lên bên tai, làm cho ả giật mình. "Mày quên tao rồi hả con Bạch Tạng?" Ngó qua ngó lại thì thấy mấy người kia vẫn đang đứng yên, không có ai mấp máy môi cả. Nữ quỷ thắc mắc không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Lấy lại bình tĩnh, nó lại vung tay toan chụp đến bình, thì thanh âm quái đản nó lại vang lên rất gần ở dưới chân: "Tao ở đây nè con quỷ cái, tao thần thú đây nè." Ả ta nhìn xuống thì giật mình. Con chó con ban nãy bây giờ đang xù lông, miệng vểnh lên như đang nhếch mép cười, lưỡi thè lè ra đỏ lồm nhìn ả ta, ánh mắt hung tợn lắm. Nữ quỷ trợn mắt cúi đầu xuống hỏi lại: "Mày, có phải mày vừa lên tiếng hay không?" "Là tao chứ còn ai. Mày thấy mấy người trước mặt mày không? Có ai thèm mở miệng với mày hay không?" Sao mày nói chuyện được với tao?" "Vì tao là thần thú. Bộ mày điếc không nghe tao nói trước đó rồi sao? Tao là thần thú." Không để con nữ quỷ đôi co, xối nhe nanh ngoạm luôn vào cái chân dài thòn trắng bợt của con nữ quỷ. Ả ta không tin vào mắt mình rằng con chó rất đổi bình thường lại ngoạm được vào quỷ thân của nó. Nó cúi xuống toàn lấy tay vồ vào đầu xối. Thế nhưng xối lắc mạnh đầu một cái, giật đứt luôn cái chân con quỷ ra. Từ ấy quỷ khí tuôn ra ào ạt. Nữ quỷ đau đớn lùi lại. Nó ngạc nhiên khi mọi người xung quanh vẫn đang đứng yên bất động. Nó hoang mang hỏi: Làm sao mày có thể được? Chính mày khiến cho mấy người kia bất động sao?" "Tao có thể đóng băng thời gian. Chỉ mới mở phong ấn tầng 1 của bảo vật trong người thôi, nên tao phải đợi mày tới gần mới thi triển được đó." Thì ra trong lúc Vũ còn đang bất tỉnh trong ký túc xá, sói ngồi ở một bên, mở ra não hải, dò xét viên ngọc mà lão chim cho. Lây hoay kiểu gì, nó lại mở ra được tầng phong ấn đầu tiên. Chính vì đây là lớp vỏ mỏng nhất ở bên ngoài, chỉ cần thần thức của sói động nhẹ là có thể mở ra, coi như là một phần quà bất ngờ mà lão chim dành tặng cho nó. Thử mấy lần, nó phát hiện ra năng lực ngưng động thời gian của mình. Tuy nhiên, chỉ được có một thời gian ngắn và không gian ảnh hưởng cũng không lớn. Con sói lắc mạnh đầu, hất văng cái chân bị cắn đứt của con nữ quỷ ra. Đoạn chồm lên, ngoạm luôn cái chân còn lại. Nữ quỷ lần đầu tiên thấy một con chó nói chuyện được với mình, lại còn có cả thần thông, nên nó rất hoảng loạn.
Thành ra sói tranh thủ tấn công thành công được hai lần. Đến khi nó bình tĩnh lại, trên thân bùng lên quỷ khí ngùn ngụt. Chưa kể, trên lưng nó đang cõng cái chục vong nhi. Nó bay lùi lại, rồi vung tay, ném nắm vong nhi về phía sói mà hằng học nói: "Giỏi, thần thông cũng khá đó. Để xem con súc vật nhà mày có dám cắn chết vong trẻ con nệ không." Nghe bị gọi là súc vật, sói điên tiết, ngậm lấy sợi xích, rồi bắt đầu lắc đầu dữ dội, tạo thành một lốc xoáy nhỏ nhỏ. Mặc dù chiếc vòng cổ chưa được phụ giải phong ấn, thế nhưng sau một thời gian treo trên cổ, nó đã quen với sợi xích. Huống hồ sợi xích này vốn dĩ cũng là một thần vật, nên dù không bộc phát năng lực thực sự, thì dưới miệng sói tạo ra một cái lốc xoáy nhỏ hay tấn công quỷ yêu đơn giản cũng không thành vấn đề. Đám vong nhi bị ném ra lao đến chỗ sói. Nó không nao núng, lắc đầu tợn hơn. Lốc xoáy to như chiếc nia, gặp đám vong nhi thì cuốn chúng vào bên trong. Đám vong nhi này có lẽ mới bị thu phục, cũng chưa ăn thịt uống máu, nên quỷ lực còn rất yếu. Mục đích chủ yếu của nữ quỷ tung ra đám này không phải để tấn công, mà là để cầm chân sói, hòng tìm cơ hội thoát khỏi không gian đóng băng này. Nào ngờ sói lại có chiêu vẫy xích lợi hại như vậy. Đám vong nhi bị hút vào thì chui luôn vào bụng nó, giống như người ta uống bia bằng phiểu vậy. Sói sau khi hút đám vong nhi thì tống chúng vào não hải. Ở đó có một con sói khác, chính là thần thức của nó. Con sói này chuẩn là sói nguyên dạng, nên có tính uy áp rất lớn với đám vong nhi. Bọn chúng nhìn thấy một con sói to như con voi thì làm gì còn nhảy nhót, phá phách, mà chỉ dám nằm im thinh thích, lâu lâu liếc mắt về chừng đối phương mà thôi. Nữ quỷ thấy kế của mình thất bại, không những không cầm chân được con chó, lại còn để nó cướp hết đám vong nhi. Thế thì coi như lá bài bảo mệnh cũng đã bị cướp đi. Nó điên tiết, vận hết quỷ lực mà xông vào giáp lá cà với sói. Dẫu sao, con sói cũng đang trong hình hài một con chó bình thường. Có mạnh, có sợi xích, thì cũng vẫn là thân thể của một con chó, làm sao sánh được với nữ quỷ đã tu luyện thành lệ quỷ mắt đỏ như thế kia. Chẳng mấy chiêu, sợi xích đã bị con nữ quỷ tóm được, giật mạnh. Sói cũng theo đó mà bị hất văng lên trời, đập vào tấm lưới linh lực, bị phản vệ, rơi xuống. Lập tức tấm màn đóng băng thời gian cũng bị phá vỡ. Nữ quỷ chụp lấy cổ con sói, toàn vặn một cái cho đứt đi, để lôi lũ vong nhi ra. Thì một bàn tay từ đâu phóng đến, uy áp cực lớn, khiến cho nó phải lập tức buông con sói bay giật ra phía sau. Đó chính là Vụ. Sau khi tác dụng đóng băng thời gian bị phá vỡ, Vụ liền thấy nữ quỷ nọ đang định bẻ cổ sói, thì nổi giận xông lên, tung chưởng tấn công. Nữ quỷ thấy đối phương xuất thủ, biết bản lĩnh không nhỏ, nhìn pháp trận bao vây thì lại càng lo lắng. Á vội quẳng sói về phía chưởng ấn đang công tới. Vụ biến chưởng thành trảo, túm lấy sói, nhảy lùi lại kiểm tra thương thế của nó. Mai sau chiếc vòng cổ siêu cứng, nữ quỷ bóp cũng không làm ảnh hưởng gì lắm. Sói kêu lên ư ử, ra chiều ủy khuất lắm, rồi học ra một đám vong nhi. Vụ vội tung ra một lá phù, thu hết đám vong nhi vào. Sau khi thoát được đòn tấn công vừa rồi, nữ quỷ vội nhìn quanh, vừa để tìm sơ hở mà tẩu thoát, vừa chọn ai yếu nhất tấn công hòng bắt làm con tin. Pháp trận kính như bưng, linh lực cuồn cuộn như thế kia, cố lao ra cũng chỉ nhận thiệt thôi. Ả thấy Bình đang đứng sớ rớ nhìn đông ngó tây, hai tay để sau lưng, không hề có ý đề phòng. Vội dồn quỷ lực, một lần nữa lao đến, toan bắt hồn mình làm con tin. Ả vừa tấn công, vừa dè chừng Vụ phá ngăn. Thế nhưng trái với lo lắng của ả, Vụ lại khoanh tay đứng nhìn, vẻ thờ ơ lắm. Khi móng vuốt sắc lẹm của ả chỉ còn cách đầu Bình chưa đầy một gang tay, thì thấy đối phương quay phát mặt lại. Trên cái mặt núng nín mở kia nhoẻn lên một nụ cười quỷ mị, đồng thời cánh tay phải vung lên một vệt xanh. Ả vội vàng rụt tay về chống đỡ, chỉ kịp nghe oành một tiếng, ả bị hất văng ra xa.
cánh tay chống đỡ đòn đánh vừa rồi bị sét đánh cho đứt lìa. Dư chấn còn đập cho ả ta gặp người thành chữ V, miệng học ra quỷ huyết, trông rất thê thảm. Chỉ một đòn duy nhất, Bình đã tập kích thành công, đánh cho lệ quỷ mắt đỏ không kịp trở tay. Vũ thấy bạn tra tay thành thục như vậy thì lên tiếng khen ngợi ngay. Không biết chuyện nữa chứ. Bình vinh mặt đáp. Phải giả bộ ngu ngơ, giả heo mới ăn được thịt hổ chứ. Nói đoạn, Bình vung điếu tầm sét đang tỏa ra linh lực cuồn cuộn, tiến tới chỗ nữ quỷ, dùng điếu tầm sét khều khều vào thân nữ quỷ chế giễu. Lần sau có ăn á thì ăn mấy cái thằng gầy gầy, tránh mấy sói ca bụng bự ra, kẻo rước quả vô thân nghe con. Xong quay sang Vũ hỏi. Bây giờ xử lý con mắm này sao đây? Hay để tôi bắt về cho làm quỷ sai hầu hạ ha. Bình đang cười cợt thì chợt thấy Vũ đổi sắc mặt, nhúng chân lao vọt đến, miệng la hoảng. Quỳ chân xuống lưng. Thế nhưng vẫn không kịp, chỉ nghe phập một tiếng, thủ trảo sắc nhọn của con nữ quỷ đã đâm ngập từ sau lưng lên trước bụng của Bình. Bình còn không kịp phản ứng thì đã cảm thấy cơn đau thấu tim. Cúi xuống thấy bàn tay đen đúa đang chụp lấy quả tim của mình, đẩy ra phía trước ngực, rồi giật mạnh. Bình chỉ kịp hộc ra một ngụm máu tươi, cùng với dòng máu phun ra ồng ọc từ trong lòng ngực. Sau đó, cơn đau cũng biến mất, cùng với tri giác. Vụ lao đến, chỉ kịp đỡ lấy thân xác của người bạn, không quản máu tươi phun lên đầu, lên mặt mình. Cậu vội vàng dán một tấm bùa định hồn phù lên trán Bình, rồi dốc pháp lực vào, hòng kéo dài sinh mạng cho bạn. Thế nhưng pháp lực trót đến đâu, lại thông qua cái hố máu trên ngực mà thoát ra ngoài. Chỉ là hồn phách của Bình được tấm phù giữ lại trong thân xác, không thoát ra ngoài được. Vụ hối hận vì mình đã chủ quan, để Bình tiếp cận quá gần con nữ quỷ. Nó cũng xảo trá không khác gì Bình, đều là giả heo ăn thịt hổ. Nỗi căm phẫn dâng lên tới đỉnh điểm, Vụ gầm lên, hai tay vận kim hệ, tạo ra bàn tay với những móng vuốt còn đáng sợ hơn cả con nữ quỷ kia. Cứ thế mà lao vào, đâm vào quỷ thể của nữ quỷ. Nó biết hôm nay rơi vào mai phục của Vụ thì sẽ thập tử nhất sinh, nên chọn cách đồng quy vu tận. Chí ít trước lúc hồn phi phách tán, nó cũng phải lôi theo một người. Ban đầu nó định bắt Bình để làm con tin, thế nhưng khi nghe cái tên này đòi bắt mình làm quỷ sai hầu hạ thì nó đổi ý, phải giết cho bằng được tên này. Từng nhát đâm, vả, vồ, móc của Vụ khiến cho quỷ thể của ả ta nát bấy bứa. Vụ đánh cho ả ta hồn phi phách tán, tinh phách bay ra, lại tiếp tục bị Vụ vung lửa đốt cho hết cơ hội tụ hồn. Đoạn quay sang vong cô Lan, tưởng đây là đồng bọn, liền từng bước đi đến gần, trong mắt bùng lên ngọn lửa hận thù. Vụ tuyên bố: Tao định sẽ phong tỏa nơi này để bắt chúng mày đưa xuống âm ty chịu hình, chí ít còn có cơ hội đầu thai. Thế nhưng mà lại dám tàn sát nhân mạng bừa bãi, vậy thì đón chờ chúng mày chỉ có hồn phi phách tán. Đừng quán trách trời xanh không có đức hiếu sinh. Đoạn không để cho Lan có cơ hội giải thích, toàn thân bùng lên ngọn lửa hừng hực, hai tay như hai chùm lưỡi ly vung vút mà đâm tới. Đột nhiên một luồng kim quang chói lọi chặn lại đòn đánh của Vụ, hất Vụ văng ra phía sau. Đó chính là tấm lệnh bài của Thành Hoàng ban cho Lan. Lúc này dường như nó cảm nhận được nguy hiểm, đã giải phóng năng lượng bảo vệ Lan. Vụ thấy Lan có bảo vật hộ thân thì lại nghĩ bọn yêu ma quỷ quái này giết người, luyện vật bảo mệnh, lại càng điên tiết mà quyết tiêu diệt. Cậu chống hai tay xuống đất, vận thổ hệ. Lập tức quanh chỗ Lan, đất đá dựng lên, tạo thành một cái hình cầu, giống như một cái vỏ trứng úp lên vong hồn của Lan, đồng thời bao phủ luôn cả tấm lệnh bài. Lúc này, tấm lệnh bài bị bức tượng đất đá bằng pháp lực bao phủ, không cảm nhận được lực lượng của Vụ đang tăng lên vùng vụt, chuẩn bị tấn công cô Lan. Thế là kim quang lại ẩn xuống,
trở về thành một chiếc lệnh bài bình thường, bay vòng quanh đỉnh đầu của Lan. Lan thấy không ổn, vội vận quỷ lực hòng phá đi lớp phong ấn này, tìm cơ hội giải thích. Thế nhưng ẩn trong thổ hệ lại có pháp lực chí âm mà bộ hấp thu mỗi đêm trăng, thành ra quỷ lực của Lan càng vận ra thì lại càng bị bức tượng hút lấy, càng trở nên kiên cố. Ở bên ngoài, Vũ rút tay lên, trên đôi tay đã lập lòe thêm cả ánh lôi quang. Thì ra Vũ đã nhặt biếu tầm sát của mình, muốn dùng chính binh khí của bạn để tiêu diệt đối phương. Xem ra cậu kiên quyết không chết không tha rồi. Vũ khom chân nhúng một cái rồi phóng vút lên cao, hai tay cầm điếu tầm sát, tụ lực bổ đến khối cầu đang bao vây vong hồn của Lan. Tưởng chừng như chỉ trong tích tắc, vong hồn bên trong sẽ tan thành bạn mảnh, thì bỗng dưng trận cọc nhấp nháy, rồi thụt xuống đất, phong tỏa bị phá vỡ đi. Đồng thời một âm thanh vang lên, kèm theo hàng loạt bùa chú, khiến cho bộ phải thu pháp, lộn ngược về phía sau né tránh. Dừng tay! Đó chính là Phục, đã theo dấu truy đuổi đến đây, vừa đúng lúc nhìn thấy Vũ đang tung sát chiêu toàn tiêu diệt cô Lan. Phục nghĩ đây chính là đồng bọn của con nữ quỷ ban nãy, nên cũng không do dự mà tung ra một nắm hỏa vụ, triệt tiêu trận cọc cổ, tay thoăn thoắt bắt ấn, phóng đến hàng chục tấm bùa đủ loại, từ bùa cầm chân, bùa phong ấn, bùa gia cố. Tổ hợp bùa cùng với tốc độ tấn công chớp nhoáng của một pháp sư dày dặn kinh nghiệm đã chặn lại được đòn tấn công tưởng chừng không thể ngăn cản của Vũ. Biết đối phương không hề đơn giản, Phục vội rút ra ba nén nhang, vẫy tay điểm hỏa, tung lên cao. Ba nén nhang bốc lửa, rơi xuống tạo thành một hình tam giác, bao vây lấy bản thân. Tiếp đó, Phục quỳ xuống, miệng lầm rầm: Thiên sư đạo, đệ tử Trần Văn Phục, xin thỉnh tổ sư hiện linh. Hàng ma, tróc quỷ, thánh. Lập tức trên không trung hiện ra một vòng xoáy, từ đó phóng vụt ra một luồng ánh sáng, rồi tụ lại thành một lão già quần áo đỏ rực. Người đó không ai khác chính là Trương Lỗ, một trong tam sư đứng đầu thiên sư đạo. Người này nhìn thấy đệ tử của mình đang bảo hộ một khối cầu đất, đối diện là một người đằng đằng sát khí. Xa xa lại có một thi thể bị móc tim, trên người đối phương đầy máu tươi. Nhìn dấu ngực bị đâm xuyên của nạn nhân, lão chắc chắn không phải tai người bình thường có thể gây ra. Tạm thời lão chưa biết kẻ sát nhân là ai, nhưng trước an nguy của hậu bối, lão không do dự quát lớn: Tà đạo, dám giết người, lại đánh cả truyền nhân của ta. Dù ngươi có là loại quỷ quái gì, hôm nay rơi vào tay ta, coi như vận của ngươi đã tận. Vụ từng nghe lão chim nói về huyền môn Trung Quốc, cũng biết đến thiên sư đạo là một giáo phái hùng mạnh ở bên đó. Vì lão chim căm ghét Cao Biện, nên trong tư tưởng của Vụ cũng không có mấy thiện cảm với huyền môn Trung Hoa. Bởi vậy nghe đến cái tên này, Vụ lại càng khẳng định bọn này là thế lực huyền môn Trung Quốc trà trộn xuống để quấy phá nước ta. Mà kẻ mới tỉnh thần kia chính là tay sai của bọn chúng, lại bảo vệ đồng bọn của con nữ quỷ giết người, hẳn cũng không phải phường tốt lành gì. Vụ thấy đối phương mới đến đã dương cung bạc kiếm thì cũng không ngần ngại, thu kim hệ, hồi phục trạng thái bàn tay bình thường, rồi vỗ vào chiếc đồng hồ. Một luồng khí đỏ rực phóng ra, nhập vào cánh tay trái. Lập tức cánh tay của Vụ đỏ rực lên, lờ mờ thấy trên da như có dung nham du động. Chưa hết, tiếp theo sau luồng khí đỏ là một luồng khí vàng óng ánh tụ vào bàn tay trái, rồi dần dần hình thành thực thể là một chiếc cung. Nhìn thấy Vụ biến hóa, Trương Lỗ lại càng khẳng định kẻ này là yêu vật, vì chỉ có yêu vật mới biến hóa được thân thể. Lão liền hô lớn: Phục à, mau vận kim cương phục ma hộ thể, ta tiêu diệt kẻ này. Vụ vận pháp hệ thủy, đẩy thi thể Bình và mấy người sinh viên đi cắm trại vào một quả cầu, đồng thời niệm thần chú
khai ấn chiếc vòng cổ của sói. Sói đang thủ thế bên cạnh, thấy chủ nhân đọc chú khai ấn thì nó hưng phấn, ngửa cổ lên hú một tràng dài, rồi ầm ầm biến thành hình thể khổng lồ, miệng ngậm lấy sợi xích cũng đang chuyển hóa thành xích hỏa long. Phía vụ chuẩn bị xong, cũng là lúc Phục mở ra tiểu pháp trận. Bản thân vàng rực như vàng ròng, lại hình thành một chiếc chuông lớn bao quanh cậu ta và khối đất. Phụ ra hiệu cho con sói lao đến tấn công Phục, đồng thời tìm cách phá đoạn linh phụ để có thể tiêu diệt vong hồn ở bên trong, sau đó âm thầm lấy ra chiến lan cung sẵn sàng tấn công. Trương Lỗ bồng bềnh trên không, tay bắt ấn, từ giữa tầng không hiện ra một áng mây tím hình thù một đấu gạo khổng lồ. Lão thoăn thoắt bắt thủ ấn rồi quát lớn: một đấu gạo thờ cha phụng mẹ, hai đấu gạo kính đạo tổ sư, ba đấu gạo giúp bản hiền vượt nạn, bốn đấu gạo cứu rỗi đồng bào, năm đấu gạo đạo hữu cùng chia, ngũ đấu mễ đạo khởi. Dứt lời, án mây hình đấu gạo đùng đùng vận chuyển, nghiêng một góc 180 độ, từ trong đổ xuống hàng hà sa số Hán tự, được hình thành từ tín ngưỡng lực bao đời đệ tử và nhân dân hương hỏa. Các Hán tự không có lửa, nhưng lao xuống đến đâu thì không khí bị thiêu nóng rung lên bần bật đến đó. Bộ râu của lão Trương cũng bay phần phật theo nguồn pháp lực cuồn cuộn lão đang trót vào thần thông này. Bên dưới, Vụ không rảnh rỗi, kéo căng cung tên rồi nhả dây. Cơn mưa văn tự từ trên trút xuống, mang theo lực lượng khủng bố. Mũi tên của Vụ tuy chỉ có 3, nhưng lại tập trung pháp lực và ý chí cả vào đó. Hán tự lao xuống như vũ bão, vàng rực cả một khoảng trời. Ngược lại, 3 mũi tên phóng lên còn nhanh hơn rất nhiều. Nó tạo thành 3 lốc xoáy không gian, xoắn nát các ký tự, rồi hút vào mũi tên, lấy chính linh lực của chúng làm năng lượng mà càng bay càng nhanh. Âm thanh va chạm tạo nên những tiếng đùng đùng như sét đánh, làm cho cả khu vực chấn động. Mũi tên chính giữa được 2 mũi tên hai bên hỗ trợ, cuối cùng cũng bắn xuyên qua được lớp tường vân, phá nát đám mây tím hình đấu gạo kia. Thế nhưng nó cũng bị triệt tiêu lực lượng đi rất nhiều. Khi lao đến chỗ lão Trương thì đã là nỏ mạnh hết đà, bị lão tụ lực vung tay phá nát đi. Nhưng mà lão cũng bị phản vệ, học ra một ngụm máu. Gương mặt lão ngưng trọng. Từ trước đến nay, đừng nói là pháp sư nhân gian bị hạn chế bởi thân xác, mà ngay cả các bậc chiến tướng dưới âm phủ hay thần tướng trên thiên đình, mỗi lần nghe đến danh Tam Trương hay Tam Sư đều phải 7 phần dè chừng, 3 phần nhẫn nhịn. Ấy vậy mà lần này lão lại bị một người trông rất bình thường đánh cho học máu. Vụ cũng không khác lão Trương, nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch rối loạn, nhưng cậu cố nuốt ngụm máu vào bên trong, không để cho đối phương biết tình hình bản thân hiện tại. Cả hai nhìn nhau gườm gườm, phóng ra thiên nhãn để dò xét đối phương. Ở phía bên kia, sói và Phục cũng không rảnh tay chút nào. Cả hai đều hiểu rõ thắng bại của bản thân sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới kết cục của trận chiến. Nếu như Phục thắng thì có thể cùng với lão Trương đánh bại Vụ. Ngược lại Phục thua thì cả bản thân và cô Lan đều sẽ bị sói xé xác, sau đó nó sẽ cùng hợp lực với Vụ đánh bại lão Trương. Con sói cũng rất rõ điều đó. Nếu nó thua, không những nó bị giết mà nhóm người kia cũng sẽ chung tay hạ sát Vụ. Bởi vậy nó không chỉ ra sức tấn công mà còn âm thầm vận thần thông đóng băng thời không. Hai bên đối đầu với nhau vô cùng khó khăn, bởi bản lĩnh của ai cũng đều lớn cả. Vụ và lão Trương sau một hồi đánh giá đối phương, cả hai âm thầm hồi phục pháp lực, cũng như tìm sơ hở của kẻ địch nhằm một kích tất sát. Vụ thấy chiến lan cung tuy uy mãnh, thế nhưng do pháp lực của bản thân còn quá yếu, chưa thể phát huy hết năng lực tối đa của nó. Ngược lại, cánh tay khổng nhân vốn chỉ là một vật bất phàm, lại được chính sư phụ của mình động tay động chân. Chỉ cần dùng mang lực
là có thể phát huy tối đa được sức mạnh của nó. Vì vậy, Vũ quyết định dùng cánh tay khổng nhật. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Tâm Linh, Truyền Nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.